Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ review một trong những cái trang mà mình nghĩ rằng cũng rất là nhiều người khi mua hàng trên mạng hay là mua hàng online đều đã ít nhất là một lần nghe đến, còn mua hay không thì cũng lại chưa biết. Đó là cái trang yes24.vn. Thật sự mà nói thì yes24.vn thì có vẻ là không nổi tiếng lắm. Tuy nhiên thì nếu mà những người hay săn hàng giá rẻ thì chắc chắn là biết đến yes24. Và mình cũng nghe bập bõm về thấp thoáng một chút về yes24. Và thật sự thì cũng chưa có mua cái sản phẩm là của yes24 cả. Thì có thể trong thời gian tới thì sẽ có thể làm chuột bạch mua một vài món trên yes24 về làm review. Và hôm nay chúng ta hãy nói về yes24.vn, lịch sử của nó, phốt phùng của nó. Và hãy thử xem rằng đối với yes24 thì chúng ta có thể săn được những cái món hàng gì rẻ. Ok, bây giờ chúng ta hãy nói qua một chút thông tin về lịch sử yes24. Thì yes24 ngày xưa nó không phải là yes24.vn như bây giờ các bạn nhìn trên màn hình đâu. Ngày xưa nó là yes24.com. Thì yes24.com ngày xưa là một trang thương mại điện tử với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc. Và trang này được thành lập từ năm 2009 mà được rất là nhiều chị em phụ nữ biết đến khi là mua mỹ phẩm, quần áo, thời trang rồi các vật dụng cho chị em. Và tuy nhiên thì yes24 cũng giống như các cái đơn vị cùng cái ngành hàng của mình đều có những cái lùm xùm dính phốt như là yes24 lừa đảo. Và liệu thì có phải thật sự là yes24 lừa đảo không? Thì đầu năm 2009, khi mà tập đoàn Hase chuyên về may mặc của Hàn Quốc đã đầu tư vốn từ ở Việt Nam từ những năm 2000, thì quyết định đầu tư thêm một cái lĩnh vực thương mại điện tử. Khi đó ở Việt Nam thì thị trường về thương mại điện tử Việt Nam chỉ có vài website trong lĩnh vực này như là 123 mua này, vật giá này, hay là 5 giây. Từ chỗ chỉ có 2-3 cái mã sản phẩm trên website bán hàng, và đến nay thì yes24 đã có rất nhiều các cái mặt hàng. Ít nhất là đã có 11 cái mục hàng hóa và hơn 500 cái nhà cung ứng. Đây 11 cái mục hàng hóa đây, nó rất là nhiều luôn. Và sau hơn bây giờ là 2018 rồi. Như vậy thì cũng phải tính đến là cứ cho là 8 năm đi. Sau 8 năm thành lập thì số nhân viên đã tăng lên gấp rất nhiều lần rồi. Và diện tích văn phòng cũng tăng lên từ 300m2 nó lên tới 800m2, cùng với diện tích kho hàng lên tới 700m2. Và tuy rất là đa dạng về cái sản phẩm, và tuy nhiên thì doanh thu chủ yếu của yes24 vẫn chủ yếu ở ngành đặc thù của họ, đó là mỹ phẩm và thời trang. Và yes24 có cửa hàng truyền thống để bán hàng hay không? Với các cái hình thức bán hàng online thì như giống như Lazada, Shopee, Sendor, Tiki thì yes24 không có cửa hàng giới thiệu sản phẩm, mà họ chỉ đưa các cái hình ảnh này, các hình chụp lên thông tin website của họ để cho khách hàng đặt mua. Như vậy chúng ta mua hàng chúng ta cũng chỉ gọi là nhìn qua hình ảnh thôi, chúng ta không được đến trực tiếp chúng ta xem hàng. Rồi, đó là đặc thù của mua bán online. Và tuy nhiên thì yes24 họ sẽ có một vài cái địa điểm để làm kho lưu trữ sản phẩm, và khi có đơn hàng sẽ gọi đóng hàng trực tiếp và chuyển đến cho bên giao nhận. Còn với các sản phẩm thì không phải do yes24 cung cấp thì đơn vị này sẽ có các cửa hàng trưng bày, sẽ có đơn vị không. Nó giống như kiểu các shop ở trên Lazada vậy. Và nếu muốn thử xem chất lượng của sản phẩm trước khi mua thì các bạn chủ động liên hệ với shop rồi. Và một cái chủ đề nữa đó là yes24 họ lấy hàng ở đâu và bán, và cái hàng nó có tốt hay không. Cái nguồn gốc của yes24 nó là ở Hàn Quốc, nên ở yes24 nó sẽ có một số cái sản phẩm như là quần áo này, mỹ phẩm này, hay là các cái mặt hàng thời trang thì có xuất xứ từ Hàn Quốc và để bán trực tiếp cho người tiêu dùng Việt Nam. Tất cả các mặt hàng là từ Hàn Quốc nên cũng có rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc, nên là khi chúng ta mua hàng thì chúng ta cũng khá là yên tâm. Cái trường hợp của yes24 thì khá giống Lotte. Như vậy trên các cái mặt hàng trên yes24 thì có rất nhiều các cái mặt hàng là từ Hàn, có thể là hàng sách tay. Rất nhiều người, các chị em ấy, thì rất là thích các cái sản phẩm từ Hàn Quốc, son, mỹ phẩm hay là quần áo thì nó là cái thương hiệu của Hàn Quốc thì rất dễ các chị em quan tâm. Và hàng của các cái nhà cung ứng trên yes24 thì như nào? Thì
Hiện nay thì trên Yes24 thì có khá nhiều các cái nhà cung ứng với 11 cái ngành hàng khác nhau, và các cái sản phẩm và các cái đơn vị đối tác là muốn đưa hàng đến đây đều phải tuân thủ theo các nguyên tắc hoạt động mà Yes24 đưa ra, và chứ không phải để Yes24 để cho các nhà bán hàng kém chất lượng họ bán trên này. Cái này thì khá là giống Lazada. Trên Lazada thì cũng khá nhiều các cái shop bán hàng. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng ở Lazada thì quản lý shop có vẻ cũng khá là chưa được chặt chẽ cho lắm. Rồi, thực ra thì các cái trường hợp mà quản lý shop thì nó cũng khá giống như là Shopee hay Sendor. Không, Lazada không phải trường hợp cá biệt. Rất là khó để quản lý họ bán hàng như nào. Tại vì ở đa số là như kiểu Jet24 hay Lazada, họ chủ yếu là họ cho thuê dân hàng. Mình cho thuê dân hàng đấy, họ bán gì thì bán, chứ nhiều khi là không thể nào quản lý được. Đó là một, cũng là một cái rủi ro khi mà những người mua hàng chúng ta thì nhiều khi là cứ lấy mác Lazada, nhưng thực ra là chỉ là thuê dân hàng của Lazada thôi. Như Yes24 cũng vậy, nhưng mà ở Yes24 thì cũng có cái sự đảm bảo khá là tốt. Rồi, tất nhiên là cũng giống như là các cái trang khác thì Yes24 nhiều khi là nó cũng gặp các cái lỗi về hệ thống, các cái lỗi trên web. Có thể là nó bị nhảy giá hoặc là nó bị trục trặc gì đấy. Cũng sẽ rất nhiều khách hàng tố là Yes24 lừa đảo, vì nhiều người họ nghĩ hiểu lầm rằng đó chỉ là cái sự cố của hệ thống của website thôi. Cũng nhiều khi là chụp giật lag biết lừa đảo không chơi. Thì thực sự thì Yes24 thì khắc phục các cái sự cố cũng khá là nhanh. Và tính đến cái thời điểm hiện tại thì Yes24 vẫn được xem là một cái trang web mua hàng điện tử online cũng khá là uy tín và minh bạch. Và một cái câu hỏi nữa mà rất nhiều người hay gặp phải, đó là những cái khuyến mại sốc nhưng mà thực chất thì nó là giá ảo, thì cái điều này có đúng không? Thì thực sự mà nói thì cái hình thức mà tăng giá lên rồi ghi là giảm sốc 30%, 45% thì thật ra thì nếu người nào tinh ý thì so sánh giá với các cái lúc thời điểm trước hay là ở các đơn vị khác thì thật sự là nhiều món hàng nó cũng chả có giảm mấy, mà thực chất nó chỉ là một cái chiêu trò của marketing. Tuy nhiên ở Việt Nam thì pháp luật thì lại không hề có quy định cấm hay là xử phạt hành vi kiểu như vậy. Thì mình sẽ phải đơn giản chúng ta hiểu đó chỉ là một cái hình thức marketing của các đơn vị bán hàng online thôi. Thì người mua hàng có thể tinh ý một chút thì chúng ta shop trước ở các cái trang khác, Lazada, Shopee, Sendor, chúng ta lấy ba thằng đấy chia ra thì sẽ ra được một cái mốc giá. Thì khi chúng ta so sánh giá của Yes24 với các trang khác thì chúng ta thấy nếu mà nó vênh quá nhiều trong cái đợt đấy mà nó ghi giảm giá sốc thì chắc chắn đó là chỉ là một cái hình thức câu view hoặc PR quảng cáo thôi. Và không phải nói như là ở các cái trang thương mại điện tử online, mà đến ngay các cái siêu thị như là Big C, Metro bị đổi tên thành Mega Market rồi, hay là Coopmart, Vingroup, nhiều quá, Intimex, thì họ vẫn thường xuyên sử dụng cái cách này trong các dịp để kích cầu. Đó là một cái hình thức rồi. Tuy nhiên thì Yes24 thường xuyên bị cái trường hợp nói vậy, tức là cái nói Yes24 là lừa đảo thì cũng thật sự thì cũng không công bằng cho họ lắm. Tại nhiều khi mua hàng ở đâu cũng vậy, thì người tiêu dùng phải chịu khó quan sát, chứ nhiều khi là cứ thấy ghi là big sale siêu giảm giá nhưng mà thực ra là không giảm mấy. Rồi, vì vậy nếu mà các bạn hãy muốn mua cái sản phẩm giá rẻ của 24 thì hãy check giá với các cái đơn vị khác. Rồi, và tại sao nhiều người tố là Yes24 lừa đảo? Đây là một chủ đề khá nhiều các cái diễn đàn như là Tinh Tế này, VOZ này, và ngay cả như là các cái diễn đàn cho các mẹ như là Web Trẻ Thơ hay Làm Cha Mẹ.com cũng đều có rất nhiều các cái topic, các cái thớt nói về cái chủ đề Yes24 lừa đảo. Và dù có mua hàng ở đâu thì trước khi mua thì các bạn lưu ý rằng đều phải tìm hiểu mọi cái thông tin kỹ càng. Và mình thấy những cái đợt mà có một cái bài viết trên Tinh Tế nói về cái đợt mà mua Lumia 800 trên Yes24 thì nó giảm rất là sâu, nhưng mà khi check về bảo hành thì nó có một số cái lùm xùm như là màn hình bị xước, rồi ôi màn hình không khít với cái điện thoại.
mà bác đấy thì lại mua được cái sản phẩm đó trên Yes24 mà trong cái đợt mà Big Sale, thì có một cái thớt ở trên Tinh Tế, các bạn search các bạn sẽ thấy cái điều đó. Thì một cái câu chuyện nó xảy ra rằng dù các bạn có mua hàng tồn hay là các cái hàng nó quá nó mua rẻ như nào thì cũng có thể là nguyên nhân là do cái quá trình nó vận chuyển, nó vận đơn, nó xảy ra rất nhiều thứ các bạn ạ, chứ đừng đổ lỗi ngay cho cái trang web mà lừa đảo. Thì khi gặp vấn đề chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ. Đầu tiên là cái trường hợp mà khi chúng ta nhận hàng, chúng ta phải kiểm tra và chúng ta phản hồi ngay, kiểm tra luôn lúc nhận, mở có thể mở luôn lúc mà nhận hàng để check luôn, tại vì thường điện thoại giá cao thì mình thấy nhiều bên là họ cũng đồng ý là cho mở check hàng trước, hoặc là nếu mà mở sau thì cũng phải có cái phản hồi ngay. Đây này bạn xử lý cũng khá là lâu, hoặc là cũng có một số cái trường hợp mà các bạn nữ hoặc là các bác gái mua các cái sản phẩm thời trang tại Yes24, sau khi nhận được hàng thì không được, nó không được như mong muốn, quy chụp luôn cho Yes24 là lừa đảo. Nhưng mà các bạn hãy thử xem là đối với các cái thương hiệu lớn ở Việt Nam như là thời trang Nam Format thì bao giờ cái hình ảnh bây giờ nó chụp nó cũng phải lung linh hơn, nhưng mà khi ra thực tế thì nó cũng bớt lung linh đi rồi. Và cũng có thể là do người mẫu họ mặc đẹp, mình cái form mình nó không đẹp như người mẫu, vì thế trước khi mua các cái sản phẩm, đặc biệt là quần áo hay là các sản phẩm về thời trang, thì các bạn phải chú ý đến thông tin về cái chất liệu vải này, về cái size này, về cái form này, rồi hãy mua để tránh phải mua được những cái món đồ mà nó không như ý muốn. Và còn riêng với cá nhân mình thì mình thấy đối các cái mặt hàng này Zalora thì nó là một số các cái sản phẩm tốt, hoặc là mua Yes24 thì đặc biệt hãy mua mỹ phẩm thì nó sẽ tốt hơn. Rồi tiếp theo chúng ta hãy nói về vấn đề voucher hay là mã giảm giá. Rất nhiều các trường hợp coupon hay là cái voucher hay mã giảm giá không sử dụng được, thì chúng ta phải hiểu rằng Yes24 cũng có những cái chương trình khuyến mại giá sốc và rất là sốc. Mà thực sự thì sốc thì nó rất là nhanh, mà cái số lượng người truy cập vào để dình giá sốc thì các bạn biết rồi, Việt Nam mình chuyên gia là mua hàng giảm giá rồi, nên cái thời điểm mà họ chạy flash sale hay là phát mã, nhiều khi là phát mã xong nhập chẳng nhập được ngay, à mình nhập vào không được, nhưng cũng quá nhanh và quá nguy hiểm rồi. Và một cái lưu ý nữa là các cái sản phẩm giá sốc thì được bán trong một khung giờ cố định, và nhiều lúc thì quá nhiều người họ truy cập vào dẫn đến nó sập luôn cái website. Nó là một cái điều mà thường xuyên xảy ra, và rất nhiều người không được đặt được cái hàng đó. Thì quy kết luôn là Yes24 lừa đảo. Cái trường hợp này thì cũng phải hết sức thông cảm cho Yes24, và cũng mình cũng hiểu được rất nhiều người mua hàng gặp phải cái trường hợp đó thôi. Ngay như các cái trường hợp mà săn 1k hay 6k của Lazada vậy, vào săn cũng săn được đâu, thì vẫn chửi lừa đảo, nhưng mà có người vẫn đặt được, họ vẫn sâu được các cái đơn hàng về, các cái bia, cái kiện hàng giá 1k 6k thì có, nhưng mà số lượng không nhiều và nó cũng rất là hạn chế. Rồi tiếp theo đó là một cái câu hỏi nữa, đó là Yes24 có uy tín không, và thật sự thì mua hàng Yes24 có tốt không? Thì thật sự mà để mà nói đánh giá, tại vì mình cũng chưa là người mua trên Yes24, mình chỉ tham khảo qua một số các cái diễn đàn, tổng hợp được một số ý kiến của những người đi trước họ đã mua hàng rồi, và xem rất nhiều các clip review trên YouTube. Thì đối với Yes24 thì nó cũng không phải là một trang bán hàng quá là rẻ. Tất nhiên là cái mặt mạnh của Yes24vn nó vẫn chính là về thời trang Hàn Quốc, thời trang và mỹ phẩm, nó lại rất là phù hợp với các chị em. Rồi còn với anh em thì nó cũng sẽ hơi ít hơn một chút, tại vì đó là những cái món mà anh em không thích lắm. Và có một điều nữa, đó chính là Yes24 họ thường xuyên là không đẩy với quảng cáo nó quá nhiều, tại vì Yes24 họ muốn là những cái mà chi phí quảng cáo đó, cái tiền thuê quảng cáo, tiền thuê PR, tiền thuê chạy chương trình, thì họ sẽ dồn cái tiền đấy vào cái giảm giá cho sản phẩm và đem lại cái lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, chứ không phải là khô trương, pha trương, đánh trống mở cờ làm gì cả. Cái tiền mà chạy chương trình trực tiếp nó giảm luôn vào giá, cũng là điều mình nghĩ rằng Yes24 hết sức là thông minh
và đứng đắn. Rồi, một điều nữa đó chính là các cái sản phẩm mà các shop bán trên Yes24, nó là các cái sản phẩm được phân phối bởi những cái thương hiệu lớn và khá là có tiếng trên thị trường. Và về cái mức độ uy tín của các sản phẩm thì hoàn toàn các bạn có thể yên tâm được, tại vì nhiều cái hàng chính hãng là chính gốc thì nó không phải là cái hàng nhái, hàng fake trên thị trường. Còn về cái việc mà đánh giá mua hàng trên Yes24 thì có rất nhiều người khen ngợi về các cái mặt hàng thời trang mỹ phẩm ở Yes24 khá là tốt. Và để kiểm chứng thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn search các cái bài review, các cái bài đánh giá về những lần mua hàng trên Yes24. Và một cái điều nữa đó chính là ưu điểm khi mua hàng tại Yes24. Thì Yes24 cũng có một số cái ưu điểm nổi bật như sau. Thứ nhất là Yes24 có cái hệ thống đặt hàng khá là linh hoạt và nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua sắm hay là tìm kiếm. Và cái quy chế đổi trả chỉ được ghi rõ ràng, minh bạch kèm theo mỗi cái sản phẩm để khách hàng dễ dàng nắm bắt. Tiếp theo, một cái ưu điểm của Yes24 đó chính là tiếp nhận xử lý khiếu nại khá là nhanh chóng. Và cái thái độ chăm sóc khách hàng của nhân viên Yes24 khá là tốt, chu đáo và rất là nhiệt tình trả lời các cái thắc mắc của khách hàng. Và một cái điểm ưu điểm nữa của Yes24 đó chính là các cái mặt hàng về mỹ phẩm được đánh giá rất là cao ở trên Yes24 và cái giá cả nó cũng khá là hợp lý. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về những cái khuyết điểm của Yes24. Cái điều này nó hết sức là bất cập. Các bạn hãy để ý khi truy cập vào Yes24 ngay trên màn hình các bạn đây này, lúc nào cũng ghi là sale giảm từ 5% đến có khi là sale từ 30 đến 50%. Nhưng mà chúng ta lúc mà so sánh giá với bình thường thì nó cũng chẳng cao, nó chẳng giảm hơn là mấy. Rồi đây là chính là một cái ưu điểm, lúc nào thì cũng ghi giảm bao nhiêu, nhiều thời gian nó không hề giảm nhiều đâu. Rồi một cái điều lý, một cái hạn chế nữa đó là cái hệ thống thỉnh thoảng vẫn bị quá tải khi có quá nhiều người truy cập vào. Và nhiều khi cũng có thể mình nghĩ rằng là do cái đường truyền internet của nhà các bạn, có thể khu vực đó cái hạ tầng về internet nó yếu dẫn đến nó hay mất mạng hay đơ, nên rất là nhiều người không mua được. Cái này thì nó liên quan đến đường truyền, về server, về đường truyền, cái này thì nó cũng khá là bức xúc. Rồi, và một cái hạn chế nữa của Yes24 đó thỉnh thoảng là vẫn giao nhầm cái màu hàng. Ví dụ đặc biệt là khi chúng ta mua cái mặt hàng về thời trang quần áo thì nó có thứ nhất là size, có màu, nhiều khi là vẫn giao nhầm màu, giao nhầm size. Đó là một cái rất là hạn chế mà mình nghĩ rằng Yes24 muôn đời vẫn chưa được fix được cái này. Ngay cả những Lazada thì vẫn bị cái này thường là thường xuyên, nhiều đơn quá hoặc có khi là shop họ nhầm. Rồi, và một cái hạn chế nữa rất là lớn của Yes24 đó là cái thời gian ship hàng nó cũng nhiều khi nó cũng khá là lâu. Cái này thì liên quan đến cái đơn vị vận chuyển của Yes24. Cái này thì không biết Yes24 khắc phục như nào, thì chắc là họ có cũng quá ít các đối tác giao hàng. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về các cái lưu ý khi mà chúng ta mua hàng trên Yes24. Khi gặp các cái vấn đề trục trặc với Yes24, hãy liên hệ ngay với hotline của Yes24. Đó là hotline của Yes24, đây chính là đây này, 028 5411 900. Email hỗ trợ của Yes24 đó là chăm sóc khách hàng viết tắt CSKH@yes24.vn. Hãy lưu ý rằng nếu có bất kỳ các cái phát sinh nào thì các bạn hãy nhớ liên lạc qua cái email, qua cái fanpage và cũng có thể là qua hotline. Như vậy chúng ta có 3 hình thức. Rồi, như vậy là một chút thông tin về Yes24 từ mình tổng hợp được. Thì có nhiều thông tin đến cái thời điểm hiện tại thì nó cũng đã hơi lệch đi một chút, tại vì Yes24 thay đổi mỗi ngày, trang nào cũng thế thôi, họ update thường xuyên. Rồi bây giờ chúng ta hãy ngó qua một chút trên website chính thức của Yes24. Đây là giao diện chính của Yes24.vn. Đây, rất nhiều 11 mặt hàng đây. Một cái hàng khá nổi bật của Yes24 đó chính là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Đây là một trong những cái điểm mạnh nhất của Yes24.vn. Mỹ phẩm, gia dụng, đây, giống tất cả các mặt hàng trên các cái trang thương mại điện tử khác, 11 mặt hàng rất là nhiều. Đây, cũng có các cái sản phẩm mới, các cái hot deal, cũng có các cái mã giảm giá đây này.
deal 50 giảm 50k, deal 100 giảm 100k, và cái này chỉ áp dụng đối với trên app mà thôi các bạn ơi. Rồi, rất nhiều đó. Đây, mã app 24 giảm đến 24%, cái này mình cũng chưa mua thử nên không dám. Rồi, có cả game vòng chơi may mắn. Ok, em nào sẽ làm review thử game này xem chơi như nào. Và một cái lưu ý nữa đối với các bạn nhé, về cái giá ship thì giá ship của Yes24 khá là cao. Tuy nhiên có một thông tin rằng đối với các cái đơn hàng 300k thì chúng ta sẽ hoàn toàn được free ship nhá. Có lẽ như nó cũng hơi cao, Lazada như đơn hàng 150k thì được free ship. Shopee thì như là 99k free ship. Shopee đang chạy một chương trình săn hàng điện tử tháng cuối tháng 5. Hiện tại đang là Shopee 99k. Còn Yes24 thì vẫn là 300k free ship nhá. Còn một số mặt hàng thì có chế độ ship khác nhau tùy theo địa phương các bạn ở đâu. Đây rất nhiều các ngành hàng này. Ngành hàng về đồ điện gia dụng này, ủi dồi nhiều lắm. Đây số hotline đây. Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, nhưng chủ nhật lại nghỉ. Có một cái điều cũng khá là quan liêu ở đây, tức là nghỉ chủ nhật. Thông tin của website, và đây là cái fanpage của website được thành lập, số lượt thích là khoảng 351, một con số khá là nhỏ thôi, rất nhiều các mặt hàng. Ok, như vậy là chúng ta cũng vừa review qua một chút thông tin về lịch sử, các cái kinh nghiệm mua hàng trên Yes24, cùng lướt qua một chút trên cái giao diện website chính thức của Yes24.vn đây. Các bạn có để ý thấy rằng không? Ở dưới này thì vẫn ghi là Yes24.com này này. Đây, ngày xưa vẫn là Yes24.com, Yes24.com Indonesia, Yes24.com. Nhưng bây giờ đã đổi tên miền về Yes24.vn rồi. Nó cũng là một sự thay đổi rất là lớn. Rồi, ok, như vậy mình xin kết thúc clip này ở đây. Và có lẽ mình sẽ làm thêm một số clip hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản trên Yes24 như nào, hay là các cái chương trình săn mã giảm giá trên Yes24 như nào, hoặc và các clip review về các sản phẩm trên Yes24. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nếu thấy clip hay vì nghĩa thì hãy đừng quên để lại một subscribe, hay một like, hay một comment trên video này. Xin chào và hẹn gặp lại.